cũng là giờ Phật đau lòng đấy con. Trời mưa con đẫm lòng son lệ, con Phật thấy giả còn đau hơn. Ngàn xưa đã râm sâu duyên, khối tình đôi ngã chắc hơn sắc đồng. Con ơi con ở trận hồng, mọi điều đồng tình nơi lòng Phật hay. Lăn lóc đau khổ chày ngày, không vì tư dục mà khai đảo màu. Đã sâu càng quật thêm sâu, thật là xứng đang đứng hầu Như Lai. Xưa kia cũng thể như nay, giữa con với Phật chưa ngày nào xa. Con nguyện gánh khổ ba gia, khổ con nhiều lúc Phật xa xót lòng. Từ bi bác ái đại đồng, khác phương nhưng dân Phật cùng một tâm. Ngoài hiên trời đổ mưa dầm, trong con rơi lụy Phật nằm sao yên. Con than vì thiếu đạo duyên, Phật than vì chúng quá ghiền trần ai. Đang ngồi nơi chốn phương Tây, thấy con lễ tham Phật cay đắng lòng. Con ơi việc hiếu chưa xong, nghĩa dân chưa vẹn hẳn lòng còn đau. Thuở xưa Đức Phật thế nào, hiện nay con cũng bước vào thế ni. Vui lòng nói gót từ bi, chúng sanh còn có một kỳ này đây. Con ơi trong nước có mây, trong mây có nước gắn gây duyên lành. Đường Tây vạch giữa chúng sanh, rồng từ cá sấu mà thành ơi con. Đừng buồn đen sẫm màu non, nếu không có đá ngọc còn đâu xanh. Con ơi chuông lớn chỉ mạnh, thương đời mát hạ phải đành hy sinh. Chuyến đi việc cận bên mình, dòng duyên kia gặp ráng gìn đừng buông. Con ơi cha tuổi con buồn, nào đâu một buổi mà muốn niên rồi. Bởi đời nay lỡ mai bồi, chiếc đò bị ngán dập dồi lắm phen. Thất vàng dùi mấy không tên, chân tu thử mấy không quen. Ô lòng biển cầm luân chẳng lấp sông, không ai lai chuyển được lòng từ bi. Miễn đời hết được mê si, nắng mưa bùng kinh hoảng vì thân lương. Con ơi sớm tối lo lường, chẳng vì danh lợi vì đường độ sanh. Không riêng con hiểu lấy mình, Phật nơi đâu cũng rõ tình của con. Gót chân càng lắm hao mòn, đường càng xa rộng ở con. Chớ nay con sầu đau giả Như Lai, muôn xưa cũng tở đêm này ơi con. Phòng đơn với một tim son, trời sầu người tham cảnh còn chi hơn. Con ơi nơi chốn kim sơn, tiếng con vang vọng còn hơn sấm trời. Dụng quyền Phật ngõ đôi lời, án lòng con trẻ giúp đời cho xong. Tự sanh giữ vẹn chữ đồng, trên vai còn gánh tan bồng đừng quên. Ngày giờ mau lẹ như tên, người còn lủi đuổi chưa nên phần nhiều.
Con ơi, trong lượng sóng chiều, con thuyền Bát Nhã phải chịu từng cơn, trong gai cũng chẳng chi hờn. Não nề là giết con từng trải qua, ngàn vàng chỉ một cơn là con ơi, muôn sự chẳng qua nhất thời. Mượn cơ để chuyện thế thời mộng trung mà vẫn là người tình mê. Con ơi, nhân loại ngài về muôn hình dáng trạng tướng hề biến sanh, tuy con lăn lấp mọi ngành vẫn lòng như thể trời xanh một màu, nỗi lòng Phật qua đớn đau thấy con còn trẻ chuyện lao trong đời. Con ơi trần tạm, con ơi từ non đài ngõ những lời đây con thấy con ôm tấm lòng son phòng công bóng chiếc heo vôn tháng ngày. Con ơi thế tạm là đây, nhìn con lo liệu Phật cay đắng lòng một lời thề lúc xa sông. Tin con sao trước một lòng sắc đinh, đức tin con khéo vẹn gìn thấy con như phụng lộn hình trên mây. Nhìn con mà thảm lòng đây, cho nên Phật vẫn thánh ngày bên con. Con ơi hai chữ mất còn liệu thân, còn phải giúp luôn đến người, giết người thế kỷ 20. Sang cho mấy bực chưa cười được đâu, con ơi nhìn trẻ càng lâu, khiến lòng của Phật càng âu lấy lòng. Đài mây vạn sự dài, không chỉ lo cuộc thế như bông sáng ngày. Con ơi chớ tưởng kéo dài, sớm tươi chiều héo xưa nay một đường, từ đây đến chuyện âm dương. Con ơi còn lâm sầu thương trong đời, thấy con qua bước nhiều nơi, khiến lòng Phật tở như hồi sống sau. Đã thông nhân quả thế nào, nhưng thương con vẫn không sao nén lòng. Con ơi đời tám giải xong, giữa con cùng Phật mới hồng an vui. Ngàn vàng gia mấy con ơi, không bằng cứu được một người thế gian, liệu lường đến nát tim gan. Khác gì đời Phật mấy ngàn năm xưa, một khi nổi gió xa mưa giọt sầu rơi rớt đến tơ tả lòng. Con ơi mượn đảo tan bồng làm nơi nghỉ canh, để hồng bay xa chỉ đường kẻ lạc xa cha, để cùng gặp gỡ ấy là ý mong. Con ơi vàng ở sông trong, chúng sanh cần phải ra công bới tìm. Thấy đời chưa rõ Phật điềm, con đau chính Phật cũng kim châm lòng, sầu tây chưa dứt sầu đông. Đây vừa ngưng lễ kia dòng châu rơi, con ơi lửa chẳng một nơi, mà đâu cũng khói lớp trời ơi con. Đến khi biển cạn non mòn, từ đây sự thế lắm còn chuyển luân, kẻ nào dối giá vui mừng. Chỉ là chút lấy giàu thân quả sầu, con ơi cha thảm con rầu, không riêng danh lợi gì câu bi tình. Hẹn đời đến cảnh thái bình, nếu chưa yên được lòng mình chưa vui. Lòng buồn không lúc nào nguôi, nhưng ngoài mặt
vẫn bãi bui với đời. Con ơi này trẻ con ơi, thấy con đạm bạc xứ người mà đau. Chẳng ham danh vị sang giàu, chỉ vì yêu khắp đâu đâu dân tình. Ngày nay có Phật ứng thinh, chẳng vì quá bước vì tình đã lâu. Con ơi với lẽ nhiệm màu, vì con mỗi việc đuôi đầu lộ ra. Lấy đây làm mực gần xa, thức dẫn trong cõi ta bà tình tâm. Chén đùa trong giấc mộng nằm, đời muốn quá lệ trong tầm mắt thôi. Con ơi còn lắm nguy nghèo, đời như chỉ mảnh mà treo chuông vàng. Lo lường sao khỏi lầm than, hoàn cầu chỉ cách tất gan xa. Vì muốn ai cũng học từ bi, để làm cho khắp người quý đường lành. Nếu còn lâm kẻ ác sanh, thì không thể có bình thanh bao giờ. Con ơi ngài rối cuộc cờ, tướng binh xong chết khao trong giờ khắc thôi. Nhìn đời Phật bắt châu ôi, biết sao kêu hết khắp người thế gian. Canh qua biết nó sắp tàn, hương thơm sắc đẹp có làm chi dinh. Con ơi khuyên chúng sửa mình, chưa tham danh lợi quên tình anh em. Dù cho có lâm lúc lem, cũng nên chùi rửa chứ làm thêm nhơ. Dịp mai nếu để thờ ơ, qua rồi kiếm lại bao giờ cho ra. Đường về gặp Phật Thích Ca, ngày nay rất dễ hơn là ngày xưa. Thị thành đến xóm làng thưa, nơi đâu cũng có kẻ cho lời lành. Biết bao Bồ Tát giáng sanh, tùy phương hóa độ dân tình khắp nơi. Thế gian đua việc ăn chơi, Phật tiên lo sự cứu đời không ngưng. Con ơi phải biết gìn thân, thường luôn phản tình là chân thánh hiền. Chẳng quên xét hậu suy tiền, lỗi lầm đâu khiến lưu truyền dài lâu. Đào luôn chẳng lấp mới sâu, một mỗi hai dập thì đâu nên hồ. Cây già đành phải cây khô, chưa già không tươi cũng trơ héo cành. Con ơi tu phải cho thành, chớ làm lấy có chỉ nhành nhọc công. Ngày này gói ghém không xong, mốc mai đâu khỏi chất chồng bề nhê. Gặp cơ không cởi gió về, để đi ngược nước chân lễ sao rồi. Con ơi Phật cánh có ngồi, trần gian không chỗ nào ngồi cho yên. Bước cùng của cõi phàm duyên, không tìm đây hỏi còn yên chỗ nào. Mất tao né thẳng thì đau, nhưng không nhờ thế làm sao nên hình. Mỗi lời trong các kệ kinh nói chung, chứ chẳng cố tình riêng ai. Hiển sâu với nghĩa nhân loại, mới không lầm ý của bài kệ cơ. Con ơi trong buổi ban sơ khó thông, nhưng ráng có giờ sẽ khai. Phật xưa khi ở trần ai, lạc lầm cũng đã nhiều ngày lắm con. Nhưng không để chí hao mòn,
ý nguyện chưa toại vẫn còn tiếng tu, cho nên từ chốn âm u tiến ra đến chỗ một màu sáng trưng. Con ơi chướng ngại bao tình với lòng anh dũng, con đừng chịu thua. Càng nhiều quay gỡ đuổi xua càng làm chí khí con thừa mạnh ra. Con ơi giờ cũng canh ba mắt con lệ đổ, trời xa mưa dầm phòng riêng con khó yên nằm. Tây đại Phật cũng như bầm nát gan, mượn lời không bông kêu gian. Gọi là yên ủi bước đàn của con, dù sao cây gánh nước non cái đại nhân loài vẫn còn trên thân. Con ơi rảo bước xa gần, tùy muôn biến qua chưa từng mất căn. Thì con hiến xác cho trần khiến lòng Phật tở như dần đây con. Từ đây đến rạng đầu non đã rơi lắm cục, đường còn nhiều gai. Con ơi dù phải giảng dài nên vui chịu xác ốm gầy vì dân, thương đêm con não nề thân. Nằm yên khó ngủ rảo chân thêm buồn, nhìn đời như hát bãi tuồng. Nơi nào con cũng như xuống nghệ người, bên tai con dậy đẩy lời. Nọ kia của thế chưa hồi nào mây, lời con xưa đã hẹn thầy, lòng con nay vẫn chưa hề bỏ quên. Chẳng ham lừng lấy tuổi tên, chỉ ham lợi chúng là tình của con. Canh chay mài có lòng son, ánh màu thêm hiện ngọc còn chi so. Con ơi biển rộng còn đó, lòng thương sanh chúng khó dò lắm con. Tuy là thân xác gây mòn những tâm hồn ấy, núi non đâu bề thấy con muốn giết chịu lì, khiến cho lòng đấng tự bi cảm lòng. Nào đâu một lúc gái chồng mà luôn đã sự cay nồng, hỡi con chắc chua nay vẫn cũng còn đường xa. Ơi trẻ chớ mòn mỏi tâm, Phật đài lấy lẽ thầm thầm khuyên đời chớ vội mà lầm. Ơi con cứu dân bổn nguyện chưa tròn, muộn thân cũng bỏ một thân quản gì. Thế là mới thật từ bi và không trái mối đạo nghề Phật xưa. Con ơi khó sánh sao vừa tấm lòng của kẻ mến ưa tu hành. Những người nuôi chí cao thanh chỉ lo giúp chúng lợi danh, không màng ngược đường của kẻ thế gian, cho nên khổ não vướng mang là thường. Phận con nôi gót Phật đường lúc nào cũng nhớ treo gương cho đời. Con ơi này trẻ con ơi, khi con bi lụy Phật trời sống sang, canh chày mỗi kẻ ngủ an. Riêng con thao thức Phật càng động tâm, lòng con thường có nói thầm. Đời chưa giác ngộ giấc nằm chưa yên, con đừng buồn thiếu đạo duyên. Đạo duyên đã có muôn niên đến giờ, dừng trăng tuy lắm mây mờ, nhưng nào đâu phải hết cơ. Giúp đời bền lòng tiến tới con ơi, nức than dĩ quả tốt dời ráng leo. Cung thần ngăn soi trừ beo,
con ơi tìm cách gỡ eo cho trần, một thân nào phải một thân. Trên đường dắt chúng nên cân lấy mình tự, vì tất cả chúng sinh, sinh vì tất cả sanh linh khổ nạn. Con ơi cô phá rộng đàn, cho dân Nam Bắc bớt càng trong gai. Riêng thân hiu quạnh đầu này, dân tình đấy đó lạc loài mới đau. Biết bao nhiêu cảnh máu đào, nhưng còn có một ngày nào thảm hơn. Nếu ai cũng lấy lòng nhân, lửa bình đâu cháy rổ rần khắp nơi. Con ơi cho đến nạn trời cũng do lòng ác của người sanh ra. Muốn cho mùa thuận gió hòa, lòng dân khắp chỗ phải là hiền lương. Xưa nay hiền thánh mười phương cũng vì muôn thế mà trương đảo màu. Con ơi viết chữa vào đâu, giữa đường bỏ xác biết bao nhiêu người. Nguyện đem thân hiến cho đời, khổ hay là chết vẫn vui không buồn. Miễn sao bổn nguyện tròn vuông, dù hy sinh đến dư muôn cũng đành. Con ơi ném xác rừng xanh làm mồi cho thu, để dành duyên sao biển sâu chớ lượng bằng ngao. Lấy phàm tâm khó hiểu vào thánh tâm, khổ dân còn kéo dài năm. Đường duyên còn phải mở tầm thước ra, thấy con vì đảo xa nhà. Vì dân xa mẹ xót xa Phật đường, buồn khi gió ngược bùm trương. Đau khi gánh nặng mà đường nhiều gai, nặng nề với khách trần ai. Chưa đi đến chung gót hài, chưa ngưng tâm hồn qua mến muôn dân. Cho nên chẳng kể mỏi chân là gì, con ơi sen ở Liên Trì. Tên con rạng rỡ như khi trăng rằm, muộn cho chúng khỏi mê lầm. Còn từng phương tiện lóc lăng khắp cùng, nhìn con lòng Phật như nung, muốn con sớm toại nguyện cùng về đây. Ngày nào bên cạnh Như Lai, vắng con là cõi trần ai còn sầu. Tình riêng chẳng nói chi đâu, việc chúng nên mới âu sầu. Ơi con ơi non biển cạn mòn, từ bi chi ấy vẫn còn như xưa. Trận hoàng với lớp nắng mưa sắc màu không đổi, từ xưa ít người dạy cho dân rõ đạo đời. Luôn treo gương thiện cho người năm châu, khổ thân dù có bao lâu cũng vui chịu hết không câu trách hờn. Hiểu thông định luật tuần hoàn, không phiền trời đất chẳng hờn thế gian. Con ơi đem cả tim gan hiến cho nhân loại đã toan lâu rồi. Giờ đây sắp đến còi đổi đời, lòng hy sinh phải hơn thời xưa qua. Biến thiên diệt ấy không xa, nhưng buồn cõi thế ít nhà lo tu. Bị đời quỷ quyết làm ngu, sống trong thị dục như mù đi đêm. Bể sâu thuyền chất khẩm thêm kinh nguy, bá bội ổn yên nhất phần. Con ơi khuyên chúng tác lần, chứ tham chở lắm bỏ thân giữa vời. Khẩm thuyền lại gặp xấu trời, mạng căn gia kém hơn nơi bọt bèo. Viết
tu dân chúng quá nghèo, cho nên khó tránh nạn yêu của trời. Từ đây đến đổi mới đời, chúng sanh như cá nằm phơi ngoài đồng. Riêng con nước mắt nhỏ rồng, mười phương các Phật cũng không yên ngồi. Phép thần mượn tiếng trên khơi, khiến con bất thảm để lời khuyên dân. Con ơi mau bước ra sân, nhìn lên trời sẽ thấy rừng mây che, lờ mờ như khuất màn the, bóng người trong mây chính là anh con. Khối tình thương trẻ vườn non, muôn năm qua chẳng hao mòn tóc tơ. Vì con giải đủ quyền cơ, muốn con giúp được người nhờ khắp nơi. Giúp đời giết cả con ơi, giúp con cũng chẳng phải chơi đâu. Là dừng mấy lần đứng là đà, bóng người ẩn hiện nói ra sau cùng. Tai nghe như tiếng hồng chung, những lời tử nãy bỗng dưng đổi lời, từ đâu trên nửa lưng trời. Tiếng vang như sấm, còn lời như châu. Lời rằng Nam Bắc nhất câu, Đông Tây nhĩ nghĩa địa cầu rung rinh. Phật linh ma nó cũng linh đao, đua nhau dùng phép sát sinh nhân loài. Chánh đường chỉ một không hai, đạo màu nắm chặt khỏi ngày thê lương. Ví dụ ít kẻ bạn đường, con thuyền tính đổ chớ buông mấy chèo. Thời xưa cứ dẫn đi theo, một ngày kia sẽ có nhiều người nghe. Non thần dù lâm tiếng ve, chuyện người dưới thế vẫn nghe đủ lời. Cổ kim tình chẳng xe lơi, nhân cơ Phật ứng đem lời phụ theo. Gian trưng mây cũng ráng đeo, chỉ leo qua một vài đèo nữa thôi. Tiếng này vừa dứt xong rồi, Phật liền giải tiếp những lời vừa qua. Con ơi người ấy lâu xa, cùng con đã có trải qua bao đời. Nỗi niềm cốt nhục không rời, đến lòng cứu thế cũng thời như xưa. Thương con non biển không vừa, lúc nào cũng vẫn lòng hờ bên con. Phần con răng giữ cho tròn, chớ anh con vẫn không mòn nghĩa nhân. Nước nhà đã đáp tròn ân, đạo đời cũng xử vén phần từ lâu. Nay vì nghiệp chúng hoàn cầu, cùng con kiếp chót đồng chầu Như Lai. Dịp này có một không hai, ráng bồi công đức chờ ngày quy nguyên. Hung sùng mê muội muôn thiên, tĩnh tâm làm việc lương hiền mấy ai. Trái duyên mây cũng chớ nài, giống lành cô rải chờ ngày nở hoa. Nếu con chẳng giả nại hà, kiếp chạy sẽ giúp người ta được nhiều. Một lời con trẻ réo kêu, muôn xe châu ngọc đem treo không vừa. Khó làm khắp hết người ưa, chớ buồn kẻ chẳng mũi dứa như mình. Tuy nhiên là giống hữu tình, có ngày họ sẽ sửa mình ơi con. Nhớ câu nước chảy đã mòn, giấc mê mấy gọi mãi còn tỉnh ra. Con ơi chớ bỏ người ta, kiếp này là chót ráng mà thi công. Với đời mỗi vật đều không giới, người phải nhớ đầy lòng yêu thương.
làm cho ai cũng hiền lương, biết lo giúp đỡ biết nhường nhịn nhau. Con ơi, dù khác sắc màu cũng là sanh chúng, hãy giàu lòng thương từ bi rộng lớn không lường, muốn con cũng được chung giường từ bi. Lao đao mấy chẳng quản gì, miễn là chữa được vết tì nhân gian. Ngày về nơi chốn lạc ban, rất mong con dắt được ngàn muôn dân. Con ơi, nơi bến mê tân, con là một của muôn dân duyên đời. Lần này cho đến mòn hơi, lúc nào cũng nhớ hiến đời cho dân. Đăng cai để phúc cho trần là điều hiếm có, chớ phân vắng dài ngày nay như đã bao ngày. Con từng vì chúng chịu cái khổ đời. Con ơi, này trẻ con ơi, nhớ theo đúng lý của người mẹ con, quản chỉ thân xác hao mòn, miễn làm cho khắp muôn dân hưởng nhờ. Từ xưa đâu phải mới giờ, đã thầy đổ thế chưa cơ nào ngừng. Nhiều lần gấp cuộc dưng dưng lòng con, như một chưa từng đổi thay. Xưa sau nay vậy chớ phai, chưa đi đến chốn đừng quay lối đường. Con đau sầu Phật hiểu tường, lúc nào Phật cũng bên giường của con. Lời lành nung đúc tim son, trẻ chưa nên phận Phật còn lắng lo. Mùi thiền vẫn được thơm tho, mặc dù trong cảnh ngao cò bấy lâu, càng bao cay đắng âu sầu, càng cho đời hiểu lý màu Phật gia. Con ơi, trong cõi người ta mẹo mưu thế mấy vẫn là chúng sanh. Nếu không tâm hướng nẻo lành, thì còn mãi cuộc tranh giành món ăn. Thử xem nơi đám ruồi lằn, rồi nhìn lại kẻ học hằng hiện nay. Khác nhau chỉ có hình hài, chứ trong ý dục một bài như nhau. Hai người để cướp sang giàu, khiến người đau khổ không nao núng lòng. Nhìn vào nơi cõi trận hồng, thất người thì ít mũi mong nhiều hơn. Thế nên khắp hết chư nhân nạn, tay chịu lẫn chưa ngừng phút nào. Con ơi, đang lúc ba đào khắp trên mặt biển, chỗ nào ổn yên? Thuyền chìm hoặc lẽ thuyền nghiêng, khác nhau chỗ đó còn phiền như nhau. Tâm trần càng lắm tự cao, càng đưa nhau đến máu đào nhiều hơn. Tranh tài chứ chẳng tranh nhân, chấp nê từ biết tranh hơn từ lời. Thế nên lòng đất lỡ trời, bất ngờ giây phút loài người tan quan. Chớ chi mà khắp thế gian trọng nhân hơn trọng bát vàng thì yên. Nói ra thêm thảm thêm phiền, người đời đa số trọng tiền là hơn. Coi thường những việc nghĩa nhân, giết người lấy của không ngần ngại chi. Mặc dù người có lương tri sánh cùng ác thu, có gì hơn đâu. Cho nên trong cuộc bể dâu, ác lai ác báo chạy đâu khỏi trời. Muốn sao ai cũng tỉnh đời, đua nhau hành thiện khỏi hồi biến thiên.
con ơi xưa đã trót nguyện ráng tìm cứu kẻ hữu duyên Phật đài, chớ ngờ thấy cuộc kéo dài. Mái chèo bắt nhã ngơ ngoài bể sâu, ngày qua mau chớ chẳng lâu, nếu không liệu trước sau âu muộn màng. Rung chuông tình mộng trần gian, đài sen thấy được mới toàn mãn căng, bớt đi những thoái hung hăng, sớm chiều ráng tập lòng hành thiện lương. Thấy người bệnh tật biết thương, gặp ai đói khó biết nhường miếng ăn, không cần mặc áo nhà tăng. Đầy lòng nhân ai cũng thân Phật đài, chớ nên trao trĩa bể ngoài. Cần nên dọn dẹp dồi mày bên trong, nói làm phải được dung thông, chớ nên nói có làm không bất thành. Nếu cho cuộc tạm mỏng manh, đau màu cần phải phụng hành ngày đêm. Biển trần sông gió chưa êm, khổ đời càng lúc càng thêm chưa ngừng. Hai hại nhau tiếng Phật bảo đừng, nhưng người đời chẳng chịu ngừng gươm đau. Con ơi cùng một thay bào, phải nên thương mến nở nào ghét dơ. Ngoài hiên luôn có kẻ chờ, trong nhà lộn xộn vào vơ vét đồ. Hiển nhiên đâu phải mơ hồ, hãy mau bỏ lối ngao cò ấy đi. Chớ nên bắt ô bắt tì, cần tha thứ hết những gì lỗi qua, làm cho thông nhất trong nhà, để cho trở lại bình hòa như xưa. Cửa nhà tan nát thấy chưa, không lo tu bổ còn cửa rui mè. Giảng hòa nếu chẳng chịu nghe, có ngày không phà giải để che bọc mình. Sẽ còn bị kẻ nhạo khinh thị, như súc vật mặc tình khiến sai. Làm người ai cũng như ai, chứ nên sống dưới gót dài người ta. Gương hùng xưa của ông cha, học theo cho xứng con nhà rồng tiên. Con ơi xem cảnh tùy duyên, liệu bề thức tỉnh khắp miền trần gian. Nghèo hèn với bức giàu sang, cũng nên đối đãi đồng hàng như nhau. Dẹp tâm cô chấp sắc màu, con người ai cũng như nhau con người. Lấy lòng bình đẳng tốt tươi, giúp nhau hơn việc khinh cười lẫn nhau. Tinh thần càng giác ngộ cao, lại càng biết kính trọng nhau hơn nhiều. Thân người khó tạo bấy nhiêu, thì càng nên trọng chớ điều khinh chi khinh. Càng bao mực sông bất bình, càng nên sáng phận cho sinh con người. Mong sao tạo được cuộc đời, chẳng ai đau khổ không ai người ngu mê. Được về sánh cõi liên quê, như trăng với nước chẳng hề khác nhau. Con ơi trong cảnh trần lao, chúng sanh lăn lộn chừng nào mới thôi. Xưa nay cứ mãi luân hồi, trả dài nghiệp hoặc cuốn lối không ngừng.
có thân chẳng liệu lấy thân chung quy đưa đến một phần vô duyên. Hiện thân hưởng của nghiệp tiền lai sanh chịu lấy ác duyên đương đời. Chúng sanh trong lúc hiện thời sao không nghĩ đến cuộc đời mai sau. Luật nhân quả chẳng sai đâu, ác sanh nhất định đau đầu ác lai. Mê trần nên mới bào thai, chớ không phải tự nhiên đài ra đâu, sanh ra nơi cõi mê sầu. Suốt đời có thấy ai đâu lạc nhàn, cánh hoa hết nở rồi tàn nửa chừng sâu bò. Cánh ngang lá thường xác thân xét lại tận tường, cùng hoa kia cũng một đường khác chi. Mây trần không ngất phụ vì chúng sanh chẳng thấy những gì xa xôi, thế gian nay lỡ mai bồi. Phật đài luôn được an ngồi bình thân, cũng do lòng chẳng mê trần nên không luân lạc xây dần trong mê. Lòng ưa nơi cõi liên quê, cho nên thân được giữa cây đài sen. Chơi bùng nên mới lắm đen, nước trong rửa mãi đâu quen ố mình. Dù ai cam dỗ mặt tình phận mình, cứ giữ cho tinh tấn lầm đường về cõi Phật chưa thông. Nguyện chưa nguôi được tấm lòng mộ tu lột, cho sạch hết lớp ngu để không còn một mờ lũ sai lầm. Cố công rút hết ruột tầm bảo thân, cho đến mộc mầm cánh bay, muốn về gặp Đức Như Lai. Bao nhiêu tội lỗi thẳng tay chỉ trần, càng làm cho nhẹ được thân thì càng trong bước đến gần đài sen. Những điều lòng mến và quen nhất thời khó bỏ ráng kiên, nhiều ngày viết tu không phải một giây, mà là cần phải tu hoài. Cho nên con ơi nếu chẳng chỉ bền, đạo màu khó đoạt Phật tiên khó gần, chuông vàng trong có tiếng ngân. Khá khuyên sanh chung hãy cần đánh ra, từ bi hơn giá ngọc ngà. Chúng sanh ráng tạo nên nhà từ bi, tuy làm đạo pháp vô vi, mà trong vạn vật không chi sánh bằng. Nhớ nên quán niệm ngày hằng mỗi manh, nắm được bổn căn minh tường. Đêm qua thì có thấy dương lối mê, rời được thấy đường giác quan. Trần ai đã lâm nhộn nhàng, sớm rời sớm được lạc an chân thần. Từ bi đã gọi bao lần, lần này nếu chẳng tu thân còn gì. Đợi ngày thế giới biến di, dội vàng bái Phật quy y muộn màng. Lòng vẫn không thuận một đàn, sớm hay là muộn sẽ tan nát. Nhà đông tây sự chẳng ôn hòa, nhân sanh thế giới như là tơ treo.
nhìn qua cuộc thế mộng meo ngày đêm như thể ai thiêu đốt lòng bao nhiêu cay có quá không. Thương cho sanh chung luôn công tạo thành phước duyên người chẳng chịu dành cứ dành tội ác cho sanh quả sầu. Nền hư nhà chẳng vững lâu ác tâm khó tránh khỏi sầu khổ thân cảnh nguy nhân loại rất gần mọi người hãy ráng ân cần sự tu chớ nên kết oán gây thù để cho nghiệp bao không thu hút mình dân không thù oán nước bình người cùng tha thứ an ninh hoàn cầu trời lai đất chuyển mặt dầu thiện nhân vẫn được trong bầu an cư mắt phàm thấy thật mà hư thấy hư mà thật ngôn từ khó phân xưa nay bao cuộc thấy trần chớ nào phải mới một lần này đâu biển sông đổi lại còn dâu núi non biên qua rồng ruộng dâu đồng bằng chớ không luôn được bình thăng chúng sanh vì thế mạng căn mong mạnh nguyện nhân tội ác như thành cho nên không ai được bình thánh đời này trái mùi phải rụng khỏi cây đời tàn không thể giữ thay trường tồn con ơi nên lấy từ ngôn khuyên người sớm biết trọng tôn sự lành. Qua cơn biến đổi tan tành gấp đời bình trị sống sanh lâu dài cõi lành không có nạn tai người xem người thế chân tay ruột rà nó cơm ấm áo mỗi nhà sống trong vui sướng ôn hòa thường niên nếu tu đạt mức siêu nhiên thức thần trong cánh hoa liên tột dời ngoài vòng đỉnh luật đất trời không còn sanh tử đeo nơi thân mình hoàn toàn khỏi cánh u minh chẳng điều chi trói buộc mình vào đâu tự do mở tự do thâu làm thầy vạn vật trong bầu chuyển luân trường tồn với cái chân thân quỷ ma đâu dám đến gần phá phanh muốn cho ai cũng tu hành để về đến chốn tốt lành này đây ở ăn chi lâm tà tây cho đài đọa hết kiếp này kiếp sau chỉ vài lây có một hào trả ra mười lưỡng chân nào cho tiêu lắm người biết quấy làm liều chỉ tham trước mắt quên điều sau lưng mê đời không giữ được thân cái mê ấy có phải đành hay không vì mê thân khổ chập chồng linh hồn do đó mà không nhẹ nhàng sống trong muôn giấc mơ màng cứ cho là thật càng thêm mê bước sai khó trở lộn về hết thân này lại đến kề thân sau chúng sanh kha tịnh cho mau ở ngoài cõi tạm còn bao cảnh màu không tu cõi Phật khó chầu nếu tu thì phải thật cầu siêu sinh trọn đời giữ một đức tin mặc tình sông gió gặp gình đến đâu bao nhiêu hoặc loạn trong đầu tập
trung trí nào để hầu bình ninh, phải luôn tự xét lòng mình để ngăn ác niệm chực rình ngày đêm. Sống tâm khi được lặng êm trời xanh sao sang hiện lên rõ ràng. Nhớ câu vạn sự đầu nan, nếu không kiên chỉ giữa đàn hồng ngay. Khá khuyên khắp hết gái trai, thuyền chèo tới bên chớ quay nửa sông. Đầu tiên khó định được lòng định, rồi vạn sự đều thông chớ ngờ. Sau khi thực tình giấc mơ, thấy nghe rõ rệt hơn giờ say mê. Thức ra rất khó muôn bề, vì người đã quá ngủ mê lâu rồi. Lắm rồi đâu phải dễ bôi, chùi ra dễ một hồi mà nên. Những điều nhớ rất khó quên, muốn quên phải có chí bền mới xong. Người hay bị cảnh buộc lòng khiến, cho vạn sự đều tùng cảnh ra. Bao nhiêu nhớ xấu giải tà, cũng đều do chỗ ấy mà phát sanh. Nếu làm chủ được lòng mình, tất không bị cảnh dỗ dành đường công. Nhớ câu vạn sự dài không, tâm vô nhất vật mới hồng quy chân. Kể kinh nhiều tở lắm sơn, chung quy cũng dài như chư nhân vô chủ lòng. Muốn tu cho được thành công, nhớ ghi điều ấy chớ hồng lãng quên. Tại gia hành đạo cũng nên, không cần cố chấp chùa đền cốc am. Hứa tu thì phải y làm, ở phàm lòng chẳng nhiễm phàm là tu. Phải tu với kẻ phàm phu, chứ tu với Phật bỏ lưu người phàm. Việc chi Phật cũng đã kham, chỉ lo cho kẻ tục phàm chưa xong. Thiếu ngoài thiếu cả bên trong, đạo chưa xong đạo đời chưa xong đời. Nên cần giúp họ đến nơi, phải làm như thế là người thật tu. Tu là cứu kẻ phàm phu, chứ ngồi một chỗ mà cầu Như Lai. Phù sanh biết chẳng kéo dài, càng lo đổ chúng khỏi ngày lao đao. Vừa tu vừa đổ cho mau, đừng chờ dư của mới cho ăn mày. Có tài thì bố thí tài, đức thì thí đức cho ai đang cần. Nhiều khi còn phải thí thân, cứu người trong lúc lâm dòng nạn tai. Từ bi chớ tiếc với ai, việc chi giúp được giúp ngay cho người. Không riêng giúp chúng bằng lời, mà còn giúp của cho đời ấm no. Thấy ai có việc sợ lo, thì tìm đủ cách giúp cho an lòng. Tu không chỉ nói cho thông, phải làm cho đúng như trong giáo truyền. Làm gương cho thế trước tiên, mới là khiến kẻ lòng nghiêng theo mình. Con ơi là giống hữu tình, cố khuyên họ sẽ như mình tỉnh ra. Xưa con còn nhớ chăng là, buổi đầu con cũng hớ hà như ai. Phật khuyên chẳng để vào tay, cứ mê đắm cuộc các đài thế gian. Trải qua lắm buổi tân toan, sao cũng mới hướng theo đàn Phật
khuyên, tình rồi biết rắm sâu duyên. Nên qua nhiều kiếp không điên đảo lầm, tâm con cùng Phật dung thông lúc nào cũng mở rộng lòng từ bi. Con tìm được lối thoát ly thì người cũng có thể đi trở về. Ráng khuyên người tỉnh giấc mê như xưa Phật đã dỗ về lấy con, quản chỉ thân xác mất còn miễn là cứu chúng qua cơn tai nạn. Biết ơn hay chẳng không màng, cứ soi cho sang khắp đàn người đi. Thấy ai còn quá mê si nên thương, chớ có điều gì bị khinh thoảng như người có chửi mình. Cũng nên tha thứ chớ nên oán hờn, giết nào cũng có nhân duyên. Hận người tất bị người hờn, chẳng không có câu hình giải bóng công, làm hung nhất định khó trong gặp hiền. Cách đây độ mấy ngàn niên, con còn nhớ rõ sự duyên một ngày, có chàng nổi tiếng đờn hay. Các nơi nhạc sĩ phục tài anh ta, nhiều người nhà ở phương xa cũng tìm đến chỗ anh ta nghe đờn. Nhưng anh lại thiếu lòng nhân, thấy ai sủi bại tay chân anh cười. Anh thường hay bảo mọi người đừng cho sủi bại gần nơi anh đờn. Ít lâu sau có một hôm, bỗng nhiên anh thấy tay chân nặng nề, cả thân đều rất mỏi mê thuốc men. Thư uống thư thoa không ngừng, tuy nhiên chứng bệnh không dừng, lần lần đến thật tay chân sủi què. Hết còn đông đầy ngó ngoe, cây đàn đành bỏ hết khoe tài đàn. Gần xa đều dậy tiếng đồn cho rằng anh bị trời hành tội khinh. Mới cười người kế cười mình, luật nhân quả chớ lòng khinh mà lầm. Giữ lành các việc do tâm, chúng sanh ráng tạo lấy mầm tốt tươi. Con ơi, con nhớ khuyên người, càng làm ác lắm càng dời quá mau. Trong khi loạn lạc bình đau, càng làm hung ác càng mau hại mình. Hiện thân đã chịu khổ hình, lại sanh còn gặp muôn nghìn lao lung. Chạy không ra khỏi vòng cung, đi đâu người cũng mang lòng đi theo. Lòng hiền thì có hiền đeo, lòng hung thì có hung đeo bên thân. Chúng sanh đau khổ vô ngần, nên làm hiền để bớt phần khổ đau. Lợi danh như thế bọt bào, nay tranh dẫu được mai nào còn đâu. Của người mình muốn tóm thâu, của mình người có nhìn đâu bao giờ. Hoàn cầu đưa đến nguy cơ, một phần lớn tại người quơ của người. Bày ra nhiều thuyết tốt tươi, phần đông chỉ nói ít người làm theo. Tấm lòng ích kỷ cứ đeo, của ai thấy cũng muốn quèo lấy đi. Trước khi làm nhớ xét suy, lợi mình hại kẻ bỏ đi chớ làm. Của nên thí chớ nên tham, mở lòng nhân đức chớ nham hiểm lòng. Giúp nhau kẻ của người công cho, không ai đói cũng không ai nghèo. Nhiều người trong cảnh nhóc nhiều lắm, khi chẳng có cơm thiếu lót lòng.
vợ con tay dắt tay bồng thấy vậy há chẳng động lòng thi ơn. Mọi người nên mở lòng nhân chớ nên riêng sống chẳng cần giúp ai. Mỗi người hợp lại một tay nhà xây được lớn đất cài được xa. Thù nhau mấy cũng nên hòa để cho sự sống mỗi nhà an vui. Làm người phải xứng đáng người ở ăn cho sạch nói cười cho thanh. Con người thấy lợi ra dành khác nào thú vật chạy tranh lấy mồi. Lợi chung việc đáng lắm rồi lợi riêng để hại cho người là nhớ. Từ xưa chi đến bây giờ những người bất nghĩa ai thờ tới đâu giàu sang bạc chất ngang đầu làm điều bất chánh có lâu bao giờ. Thấy ai lâm nạn ngó lơ khi mình hữu sự khó nhờ người ta. Ở đời có lại có qua biết mình không biết người là lầm sai. Muốn cho dân chúng thời nay biết đem hột mũi chia hai cho người thấy hư giải dỗ không cười. Nghe ai nói phải thì vui học đòi mỗi người tự tánh biết xoay. Lựa câu để nói lựa nơi để làm phần anh biết xử kham phần em cũng tự làm cho xong. Chồng không để thẹn làm chồng vợ không để thẹn vợ trong gia đình. Ở ăn cho có nhân tình lúc nào cũng giữ công minh việc làm bao nhiêu đó biết gìn kham cũng tăng nhân phẩm nữ nam được nhiều. Con ơi con ráng gọi kêu cho ai cũng biết theo đường lành bỏ điều dối trá lưu manh. Biết tôn trọng cái giá danh con người tự mình biết sự hổ ngươi. Không làm những việc nhão cười người ta lời chi nói cũng ôn hòa. Tránh xa gây gỗ cũng xa nịnh lùa với ai đều cũng giả thưa. Thật tình lễ phép chẳng ưa làm màu giàu không tự ý.